Thanh Thảo bị chỉ trích khi khuyên Phùng Ngọc Huy mang con gái Mai Phương sang Mỹ nuôi. Nhiều người cho rằng nếu đặt mình vào trường hợp này thì Thanh Thảo có đồng ý cho Ngô Kiến Huy mang con trai về nuôi hay không? Sau khi tin tức về việc Mai Phương qua đời được đăng tải, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nữ diễn viên. Trong đó, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, người yêu cũ và là cha ruột của con gái La Vì của Mai Phương cũng đã chuyển ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook sang màu đen như một cách bày tỏ lòng tiếc thương tới nữ diễn viên. Trước động thái này của Phùng Ngọc Huy, đông đảo nghệ sĩ như ca sĩ Thanh Thảo, nghệ sĩ Lê Giang, diễn viên Kali đều để lại lời động viên, mong anh cố gắng vượt qua cú sốc này. Tuy nhiên, riêng lời động viên của Thanh Thảo thì lại bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề. Thanh Thảo viết, tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc. Có như vậy em mới bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé. Tuy nhiên, bình luận trên của Thanh Thảo lại vướng phải sự chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Ai cho cái quyền đem bé về nuôi? Khi bầu bí người ta đã chịu cảnh không chồng mà chữa, lại chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi con. Khi người ta đau đớn bên giường bệnh cũng một mình, giờ nằm xuống định đem con họ đi hả? Ai cho cái quyền đó? Tôi nhớ bà cũng có em rể giống y chang ông này, mà bà làm rần rần quá mà, sao chuyện nhà người ta bà thông cảm dữ vậy? Không phải nhà bà bị nên bà thương Huy này dữ hen, chứ đụng chuyện nhà bà thì bà lên báo khui bia rồi. Nhiều người cho rằng vì không phải chuyện nhà mình nên Thanh Thảo mới có thể dễ dàng khuyên nhủ như vậy. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian dài hẹn hò. Nữ diễn viên đón con đầu lòng với Phùng Ngọc Huy vào năm 2013. Mặc dù đã rất nhiều lần che giấu danh tính của người cha, nhưng sau cùng cô quyết định công khai. Tuy nhiên, cuộc tình của cả hai đã nhanh chóng đi vào bế tắc và quyết định đường ai nấy đi. Ốc Thành Vân chính thức lên tiếng sau khi Mai Phương qua đời, đứng không vững lúc hay tin, hé lộ thông tin hiếm về tang lễ. Sau hơn một năm chống chọi với bệnh ung thư, Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 28 tháng 3 tại nhà riêng. Là một người chị thân thiết đồng hành cùng Mai Phương trong suốt một khoảng thời gian dài từ lúc phát bệnh cho đến khi cố nghệ sĩ ra đi, những chia sẻ của Ốc Thanh Vân khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Ốc Thanh Vân cho biết cô là người cận kề Mai Phương những ngày cuối đời. Tuy nhiên, cố diễn viên đã dặn dò mọi người giữ kín thông tin bệnh tật trước công chúng. Ngay sau khi Mai Phương trút hơi thở cuối cùng, Ốc Thanh Vân đã lập tức đến nhà riêng của cô em gái nhỏ để cùng gia đình chuẩn bị hậu sự. Sau khi chu toàn mọi việc và trở về nhà giữa đêm, Ốc Thanh Vân chia sẻ rằng Ốc vừa về nhà, một cảm giác trống rỗng. Hồi nãy bước ra xe đi về mà thấy đôi chân liêu xiêu, đoạn đường về sao thấy xa quá. Vậy là điều mình ngại nghĩ đến cũng đã đến như một sự sắp đặt bởi đã cố hết sức. Phải chấp nhận thôi, muốn giá như hay ước gì cũng không thể được nữa. Về đến nhà, mình chào bố trên bàn thờ và quỳ thật lâu để xin sức mạnh, niềm tin và nghị lực trong tất cả mọi sự. Xin cho con thông suốt. Không chỉ thế, Ốc Thanh Vân cũng lên tiếng trấn an mọi người rằng cô vẫn ổn và sẽ mạnh mẽ lo chu toàn mọi thứ để tiễn Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng như chăm sóc cho bé La Vi sau này. Theo như bà xã Trí Rùa tiết lộ, tang lễ của Mai Phương sẽ được diễn ra trong không gian kín đáo, chỉ có bạn bè và người thân. Mỗi lượt viếng sẽ hạn chế dưới 10 người để đảm bảo an toàn. Trước đó, phía gia đình của Mai Phương cũng chia sẻ rằng, khoảng 2 ngày nữa, thi thể của diễn viên Mai Phương sẽ được hỏa táng. Ốc Thanh Vân còn nhấn mạnh đề nghị mọi người không chia sẻ cụ thể thông tin về tang lễ để tránh sự hiếu kỳ tụ tập đông người trong thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh. Mọi người đừng lo, Ốc ổn và bình tĩnh vì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Lo là lo cho những ngày sắp tới, một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào đây? Ốc có thông báo về tang lễ của em cho những người thân thiết, mong anh chị em bạn bè đồng nghiệp chia sẻ kín với nhau, đừng úp thông tin lên Facebook. Mình sợ nhiều người hiếu kỳ tập trung đông rất nguy hiểm vào lúc này, chúng ta cùng bảo vệ cho nhau nhé.